Tăng Thanh Hà bật mí mẹo làm mực trứng chiên, bao ngon. Tăng Thanh Hà ướp thêm bột bắp, ngô để mực trứng giòn ngon hơn, xào làm hai mẻ, mẻ sau mới thêm nước mắm tỏi. Bận rộn với việc chăm sóc ba con và công việc kinh doanh ẩm thực của gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn tranh thủ thời gian vào bếp chế biến những món ăn bổ dưỡng, thơm ngon. Bên cạnh các món ngoại mang phong cách ẩm thực nước ngoài để hợp khẩu vị chồng con, Hà Tăng thường xuyên bổ sung cho thực đơn hàng ngày những món ăn thuần Việt giản dị. Thi thoảng, người đẹp chia sẻ công thức và bí quyết nấu ăn để người hâm mộ làm theo. Một trong những món khoái khẩu của nhiều gia đình. Trong đó có nhà Tăng Thanh Hà, là món mực trứng chiên giòn mắm tỏi. Mực trứng được nhiều người ưa thích nhờ vị dai ngon của mực cùng vị thơm béo của trứng. Ngoài ra, mực trứng cũng giàu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp protein, calo dồi dào, chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin B2, vitamin B12, selen, đồng, phốt pho. Trước khi chế biến, mực trứng cần được làm sạch, bỏ hết túi mực bên trong, rửa mực với nước muối loãng và để ráo. Gia vị ướp mực có thể là hành tỏi băm nhuyễn, hạt nêm, tiêu, ớt. Hà Tăng cho biết cô không hấp mực chính từ trước mà chỉ rửa sạch, lau khô và khứa đều trên thân mực. Bí quyết của người đẹp là ướp gia vị 3 phút, trong đó thành phần không thể thiếu là một ít bột bắp khô để mực có độ săn và giòn hơn. Sau khi chiên giòn mực, Hà Tăng xào với mắm đường tỏi băm và thêm hành lá thái khúc và ớt tươi cho thêm đậm đà. Lưu ý, không nên chiên lâu dễ khiến mực bị dai, khó khăn. Ngoài ra, bạn có thể cho thêm các loại rau củ yêu thích như ớt chuông. Ngoài ra, bạn cũng có thể pha nước mắm chiên mực với công thức 2 muỗng canh nước mắm ngon, 1,5 muỗng canh thìa đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh nước sôi, ít gừng thái lát, rồi trộn. Khi chiên mực, bạn cho ngập dầu và chiên nhanh. Rồi bớt dầu ra, chỉ để lại chút dầu và cho chén nước mắm vừa pha vào trộn đều, chiên đến khi chín vàng. Sau đó, bạn có thể cho thêm hành lá thái khúc, ớt và hành tây cắt muối cao, đảo nhanh 1-2 phút rồi cho ra là xong. Mực trứng chiên mắm tỏi có lớp vỏ săn giòn, thấm đẫm gia vị đậm đà, thơm vị tỏi băm, ăn kèm ớt cay cay, là món ăn cùng cơm trắng rất ngon. Bên cạnh cách chiên mắm tỏi, mực trứng còn có thể hấp bia, hấp hành gừng, xào cần tỏi, xào dứa, nướng muối ớt, sa tế hay rim me đều ngon. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.